Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Tera TV của mình. Hôm nay mình sẽ ăn mì tương đen với lại để thì với lại trứng bắp la nha, và có một xíu cà phê nữa nè. Thì bây giờ mình sẽ mời các bạn cùng ăn chung mì với mình nha. Ăn thôi, mình sẽ bỏ trứng vô tô luôn cho nó gọn nha các bạn. Bỏ em ra ngoài nó gì quá. Nó bị chọi các bạn, nên mình sẽ đổ hết trứng vào thôi. Vậy thì mình sẽ ăn nó gọn hơn, để một xíu nước dùng nè. Đây là mình mua mì tương đen các bạn, mình mua 2 gói. Nó mỏi luôn, cái này có khó đắp lên cao nữa nha. Đây là cái gì đó các bạn? Trứng gà ốc lan nữa, tôi ăn bánh mì trứng nước tương ớt các bạn. Đúng là bánh mì ốc lan, bánh mì thì nó hợp với trứng ốc lan các bạn. Cắt một hạt tiêu rồi kiếm nước tương vô xong rồi xúc mấy ăn tương ớt.
trời nóng mà uống cà phê sữa đá vô, giờ là 2 giờ trưa, giờ uống vô đúng là đúng gu của bạn, nó rất là mát. Nãy giờ mình ăn bì á, mồ hôi nó chảy, tại nhà mình chỉ có máy quạt không có máy lạnh, nên nó khá là nóng các bạn. Giờ uống cà phê vô nó mát, dễ sợ luôn. Mình đang không ngồi. Mình cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian vừa qua đã ủng hộ kênh Tara TV của mình. Mình cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Thì mình sẽ hẹn các bạn ở những video tiếp theo nha. Và nếu thấy hay các bạn có thể cho mình một subscribe. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.